Xin kính chào chị khách hàng. Hiện tại thì Giang và đây là khách hàng của Giang tên là Đào. Em Đào rất là xinh đẹp ha. Thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ với em Đào về một cái căn hộ thực tế tại dự án The Standard với một diện tích sàn là 100m², tổng diện tích xây dựng là 207m², ở nằm ở vị trí liên khu 3 chị khách hàng nhé. Thì sau lưng của chúng ta là một cái tiện ích rất là đẹp, đúng không Đào? Dạ. Em thấy nãy giờ mình đi một vòng thì em trải nghiệm cái tiện ích ở đây như thế nào? Dạ, em thấy quá là xuất sắc luôn, giống như là phong cách resort vậy anh. Resort nha. Dạ. Em có trải nghiệm cái club house luôn không? Dạ, em có vô thử rồi. Nó rất là phù hợp với những cái nhu cầu mà em muốn. Nếu mà sau này mình đủ điều kiện thì em có muốn sở hữu một cái căn nhà phố và căn villa trong những cái dự án như là dự án Standard không? Trời, có tiền là em mua ngay, em mua chục căn luôn á anh. Có tiền mua căn luôn. Thấy không các bạn trẻ? Thì những cái người trẻ như Đào đây nè là rất là thích khi mà tham quan cái dự án này. Và Giang cũng tin rằng đến một lúc Đào đủ điều kiện, Đào sẽ sở hữu cho mình một căn tại dự án, những cái dự án tương lai giống như dự án Standard này. Nếu anh chị khách hàng nào có đủ điều kiện trong hiện tại thì hãy sở hữu ngay, đừng để đến cái thời gian đó nó sẽ hơi lâu. Mà trong cái khoảng thời gian đó mình có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Bây giờ anh với Đào sẽ cùng di chuyển qua bên cái căn nhà thực tế. Anh mời Đào nhé. Dạ dạ. Mời em. Đây, cái căn nhà của chúng ta đây là nằm ở đây là phân khu liên kế 3, căn số 16. Rồi anh xin mời Đào ha. Dạ. Xin phép bỏ dép ở đây chút xíu ha. Rồi, thì cái thiết kế á, là chủ đầu tư họ chừa một cái khoảng trống cho mình. Có nghĩa là từ ngoài bước vào á, thì mình thay vì mình làm cái hồ cá này thì em có thể là để một khoảng trống để em để ô tô luôn cũng được. Hoặc là em thiết kế cái hồ phong thủy như vậy cũng được luôn. Thì ô tô em để ngoài đường cũng không sao, mình vẫn sử dụng được. Tại vì đường của chúng ta là đường nội khu, trong cái khu biệt lập, nên mình không bị ảnh hưởng về cái vấn đề giao thông. Và xin mời di chuyển vào trong ha. Rồi, thì từ ngoài bước vào thì chủ đầu tư An Gia họ thiết kế gọi là hoàn thiện bên ngoài cho em như vậy luôn nè. Thì bên tay trái cái căn này á nha, thì tùy vào căn. Căn bên có căn thì thiết kế cái cửa chính bên tay phải. Có căn thì thiết kế cửa chính bên tay trái để cho nhiều khách hàng có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Và đây là cái cửa chính. Và đây là một cái cửa gọi là cửa lùa. Cửa lùa ha. Đó, cửa lùa để mình tạo một không gian thoáng cho cái căn nhà của chúng ta. Đó, khi mà mỗi ngày thì em có thể mở toang cái cửa ra tất cả luôn, từ trước ra sau, thì nó sẽ giúp cho cái căn hộ chúng ta rất là mát. Dạ. Rồi bây giờ anh xin mời em di chuyển vào cửa chính ha. Dạ. Thì trên cái cửa này chủ đầu tư bàn giao cho mình một cửa thương hiệu Galaxy, lõi thép chống cháy và tích hợp cái khóa Hubler của Đức với 4 tính năng. Tính năng thứ nhất là khóa từ, khóa số, khóa cơ và khóa Bluetooth. Rồi anh xin mời em di chuyển vào trong ha. Dạ. Mát quá anh ha. Mát không em? Dạ, mát. Tại vì chủ đầu tư họ đang mở máy lạnh đó. Thì mở máy lạnh thì nói nó mát là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà khi mà em không cần mở máy lạnh, em mở toang tất cả cánh cửa thì gió nó sẽ lùa vào cái căn của mình, rất là mát. Và nó tạo đối lưu á, cực kỳ là mát. Thì em thấy cái căn này như thế nào? Em thấy nó thoáng, với lại nó ánh sáng đầy đủ. Cái phong cách thiết kế thì sao em? Nó khá là, gọi là nó hài nhã. Nó sang trọng hả? Em thích cái thiết kế này không? Trời, thích gì cũng chết. Mà theo anh nghĩ là em về em sẽ thiết kế đẹp hơn nữa. Dạ. Đúng không? Đó. Thì bên tay trái chúng ta là làm cái cầu thang nè em ha. Dạ. Cầu thang di chuyển lên trên ha. Đây là thiết kế cầu thang di chuyển lên trên trong cái căn phòng ngủ số 1. Còn không gian này thì bên chủ đầu tư họ bố trí cho mình một cái phòng khách, thiết kế bộ sofa như vậy nè. Dạ. Ha. Thì trên bức tường này thay vì em thiết kế theo cái kiểu này cũng được, và thậm chí em có thể làm một cái màn chiếu á, có nghĩa là em muốn xem phim mà không phải dùng tivi, mà em có thể dùng máy chiếu, em chiếu thẳng dưới đây luôn cũng được. Mình tạo một cái gọi là gặp chiếu phim trong nhà mình luôn, có luôn gặp chiếu phim ngoài trời và gặp chiếu phim trong nhà, thật sự tuyệt vời đúng không? Rồi ở đây thì bên bộ phận thiết kế họ gợi ý một cái gọi là cái cây cảnh phong thủy như vậy trong cái căn nhà mình luôn, nhìn rất là sang trọng ha. Thì em có thể đặt những cái bộ ghế, em ngồi em nói chuyện trên bộ ghế này, mình cà phê nhâm nhi buổi sáng cũng thật sự là tuyệt vời luôn. Rồi còn phía trong nữa thì mình lắp đặt một cái bộ bàn ăn ở đây.
ha. Đó, tuyệt vời đúng không em? À, còn khu vực này là sẽ bố trí những cái hệ thống bếp. Hệ thống bếp ha. Bếp, đây là bếp hấp lơ nè. Em có thể là sau này mua nhà về á, mình mua cái bếp hấp lơ mình đặt vào đây. Thì bếp hấp lơ nó có những cái loại bếp từ 3 vùng nấu trở lên. Rồi bên cạnh đó nó có cái hệ thống lò nướng nữa. Có nghĩa là em có thể làm bánh tại nhà luôn. Đó, mình dùng tại nhà vừa an toàn mà em sẽ có những cái buổi trải nghiệm nấu nướng tuyệt vời cùng với gia đình ha. Rồi không gian này thì ở đây là bồn rửa nè em. Đó, thì hệ thống tủ lạnh thì đặt ở đây. Thì cái quy trình bếp này thiết kế theo một cái chuẩn gọi là nhà hàng, là tủ lạnh, rồi sau đó mình đưa ra rửa ha. Nó có hai bồn ha, một bồn thì em rửa rau củ quả, bồn nhỏ thì em có thể rửa rau thịt cá để mà an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó, rau củ quả mình rửa xong thì mình đem ra ngoài bàn luôn, hoặc là mình bỏ trên cái hệ thống bàn đá này ha. Rồi còn những cái thực phẩm như là thịt rau củ gì đó, mình trước khi mình sơ chế bỏ đây, khu vực sơ chế rồi mình nấu nướng xong mình bỏ thực phẩm qua bên đây luôn trước khi mình dọn qua bàn ăn. Thì không gian này em thấy là tại vì vị trí cái căn này là căn gốc, nên bên trái nè em để không gian mở cực kỳ rộng luôn, rất là nhiều cửa sổ và cửa kính, là mình thấy hai view luôn. Mình view trước với view bên tay trái nữa. Đó thì em thấy không, rất là thoáng. Mỗi ngày em chỉ cần kéo rèm ra thôi là ánh sáng nó lùa vào, dường như là em không cần phải mở đèn luôn là cái căn nhà của em cũng sáng rồi. Đó, thì bởi vậy khi mà em sau này em mua một cái dự án giống như dự án standard này á, thì theo cái gọi là kinh nghiệm mà anh làm việc và anh hỗ trợ khách hàng, thì cái việc đầu tiên á là em phải booking trước, có nghĩa là khi thông tin dự án ra là em phải đặt mua. Em đặt mua em có rất là nhiều quyền lợi. Thứ nhất là em được chọn căn theo cái ý của em và sở hữu những căn gốc như vậy. Còn nếu em đặt mua trễ á là em sẽ không còn, tại vì người ta đặt trước rồi. Thì em phải chọn ưu tiên 2, mà ưu tiên 2 khả năng lấy rất là khó. Giả sử người ưu tiên 1 họ muốn mua thì họ sở hữu luôn rồi, họ đâu có đợi cho ưu tiên 2 lấy. Vậy là căn gốc ít lắm hả anh? Căn gốc thì mỗi dự án nó sẽ có một cái giới hạn về căn gốc. Nó nằm ở những vị trí giới hạn. Đó, thì chính vì vậy mình phải nhanh tay mình mới sở hữu những căn gốc này. Là khi mà dự án mới ra là em nên booking, tại vì booking đâu mất tiền đâu mà mình được lựa chọn. Tới chừng mà chủ đầu tư ra cái giá mà mình thấy ưng, lúc đó mình chuẩn bị kịp tài chính thì em mua. Còn em không chuẩn bị kịp, em có thể lấy tiền lại, không mất tiền. Quyền lợi rất cao. Đó, những khách hàng mà cứ do dự là sẽ khó lấy được những căn gốc như vậy. Rồi, trong cái cầu thang này thì em có thể thiết kế những cái hệ thống tủ như vậy nè. Đó, em chứa vật dụng ha. Đó. Rồi, đây cái hệ thống tủ luôn. Rồi, giờ anh mời em di chuyển lên trên ha. Rồi, đây là một cái phòng. Phòng này thì thiết kế theo kiểu không gian làm việc, hoặc là em có thể thiết kế phòng ngủ luôn cũng được. Nhưng mà cái phòng này thiết kế theo không gian làm việc. Thì em có thể đặt cái văn phòng trong chính cái căn nhà của em luôn. Đó, em ngồi đây em bàn làm việc cho em nè. Rồi nơi này tiếp khách để trao đổi những công việc, để em có thể ký kết những cái hợp đồng lớn ha. Rồi, anh mời em di chuyển lên trên ha. Rồi, phòng ngủ. Phòng này là phòng master ha. Thì đáng lẽ đây là phòng ngủ số 2, tại vì cái phòng đó là phòng ngủ số 1, nhưng mà thiết kế biến tấu thành một cái không gian làm việc thì ở đây là trở thành, thay vì số 2 thì là trở thành số 1. Thì phòng ngủ này á thì em sẽ có luôn cái ban công nè. Anh sẽ mở cửa lùa ra cho em coi. Đó. Ha, em di chuyển ở bên con ban công. Thì không gian khu vực ban công này á, là em view trực diện về cái công viên trung tâm. Đó, mỗi buổi sáng thì em nằm trên giường. Cái rèm này em có thể thiết kế cái rèm thông minh. Em chỉ cần dùng smartphone em chạm một cái là nó sẽ tự mở rèm ra luôn. Hệ thống rèm thông minh ha. Rồi. Sáng dậy là thấy công sáng viên vậy là mình mở mắt mình chỉ cần ngó liếc qua cái bấm rèm cái nó mở ra. Thấy một cái công viên cực kỳ là đẹp, tạo một cái năng lượng trước khi mình thức dậy, trước khi mình ngồi dậy luôn đó. Rồi. Anh đóng cái cửa lại nha. Dạ dạ.
Rồi, thì bộ giường này thiết kế theo kiểu bộ giường gỗ nè. Thì nãy em nhìn vô á, thì cái phong cách của chúng ta là đa phần là dùng gỗ ha, nên một cái màu nó gọi là thân thiện với môi trường. Thì trong cái phòng ngủ này á, thì em có thể thiết kế cho mình một cái phòng tắm như vậy luôn nè. Nó không gian phòng tắm, đây là cái nhà tắm. Nhà tắm của em tắm em có thể view bên ngoài luôn. Có thể là thoát hết view bên ngoài, cực kỳ là view luôn á. Yên tâm, mình nhìn bên ngoài được thôi. Tại vì khi mà làm thì em nhận thì em làm một cái gương dán một cái dạng phim á, là mình nhìn bên ngoài được, nhưng bên ngoài không nhìn được trong đây đâu, nên yên tâm. Về nhà là lao vô cái bồn tắm liền. Lao vô bồn tắm liền, đẹp đúng không? Đó. Rồi đây là khu vực rửa mặt ha. Thì nhà tắm với phòng rửa mặt là nó cách biệt bởi cái hệ thống kính. Và ở chỗ nhà tắm này em thấy là nó âm xuống một tí nè, nó có cái gờ nó trượt xuống. Thì khi mình tắm á, là nước nó sẽ đi theo này, lỗ cống nó không văng ra bên ngoài, nó sẽ tạo vệ sinh cho cái phía bên ngoài nó không vấy bẩn ha. Đó, cực kỳ là đẹp. Bây giờ anh xin mời em di chuyển lên phòng ngủ tiếp theo ha. Dạ. Rồi trong căn này phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 thì thiết kế theo cái dạng là cho trẻ em. Thì sau này em có cháu mà hai bé á, thì thiết kế theo giường tầng như vậy. Một bé ở dưới, một bé ở trên. Nó có hệ thống tủ nè, cái như trang vậy ha. Rồi ở đây thì các cháu có thể để những cái đồ chơi của các cháu ở đây. Nó có những cái hộp tủ luôn ha. Hộp tủ này mình để vật dụng. Còn cái tủ này mình để quần áo ha, treo quần áo trong đây. Còn đây là cái bộ bàn nè, bàn học cho các cháu phân ra luôn đó. Phòng mình nhiều cửa sổ anh hả? À, rất nhiều cửa sổ, rất là tinh ý đó. Phòng này, cái căn này căn gốc nên nó thiết kế rất là nhiều cửa sổ, tạo không gian đối lưu gió cực kỳ là mát luôn á. Rồi ở đây thì nhà vệ sinh thì nó thiết kế nằm bên ngoài này. Thì cái diện tích nhà vệ sinh nó nhỏ hơn cái căn master, nhưng mà cái không gian này đối với các cháu là rất là lớn rồi, nó cũng đầy đủ tiện ích. Bây giờ mình di chuyển lên cái phòng tiếp theo ha. Rồi cái phòng này là cái phòng để trải nghiệm, em có thể là tập yoga ha, mình thiền. Thì anh biết là các bạn nữ thì hiện nay là nhất là những bạn trẻ thì rất là thích pháp môn thiền đúng không em? Dạ. Có tham gia vô cái đó không? Em thì em chưa có thời gian, nhưng mà nếu mà em có thể có một cái view như vậy hoặc là có một cái không gian như vậy thì chắc chắn là em sẽ học. Em sẽ tập ngồi thiền, nó cho kiểu như là mình đi làm một ngày dài về thì mình có thể mình tĩnh tâm mình lại, rồi mình có thể thư giãn được cái đầu óc của mình. Rồi tuyệt vời. Thì bản thân anh cũng rất là thích pháp môn thiền. Dạ. Tại vì anh theo đạo Phật nên anh rất là thích pháp môn thiền, và đôi lúc mình cũng sử dụng. Nhưng mà cái không gian mà anh sống nó không có được tốt như vậy đâu. Khi mà đủ điều kiện anh cũng sẽ như em, anh cũng sẽ sở hữu những cái căn như vậy để mình thực hiện được những cái điều tốt nhất trong cuộc sống của mình. Yeah. Thấy tuyệt vời đúng không em? Yeah. Rồi thì không gian này thì thiền này, phòng này nó có luôn cái ban công luôn, nó cũng rất là thoáng. Thì nhà vệ sinh là nằm ở đây ha. Thì nhà vệ sinh cũng thiết kế giống nhà vệ sinh kia. Nè, đây là khu vực sân thượng. Còn cái nhà chỗ đó là cái nhà kho. Thì sau này em có thể chứa những cái vật dụng mà mình ít sử dụng mình bỏ nhà kho. Còn bước lên sân thượng thì trên sân thượng này họ đặt cái bồn nước cho mình nè, và máy năng lượng mặt trời trên đó luôn để mà hấp thu nhiệt với là cung cấp cái nước nóng cho mình. Giả sử mà những cái lúc mà thời tiết lạnh á, thì em có thể sử dụng trong cái hệ thống nước nóng đó, mình tiết kiệm được rất là nhiều năng lượng. Rồi bây giờ anh mời em qua đây mình ngồi mình trao đổi về mình chọn căn ha. Rồi em thấy sao? Dạ em thấy nhà mình nó đẹp, nó sáng sủa mà kiểu như cái không gian nó rất là thông thoáng. Chung là em thích. Anh nghĩ là em nên mời ba mẹ em đến. Dạ. Để mà mình tìm hiểu về cái dự án này, biết đâu ba mẹ lại hứng thú và có thể sở hữu tại đây, là em cũng được hưởng ké luôn. Là em sẽ ở cùng với ba mẹ và những người thân của em. Thậm chí em có thể chia sẻ những người thân xung quanh của em đến, để đến trải nghiệm thực tế, để họ biết đâu trong đầu họ có những cái suy nghĩ, họ muốn sở hữu một cái nơi đó nó tốt đẹp hơn mà họ đang sống. Thì anh nghĩ nơi đây sẽ đáp ứng được những cái điều tốt đẹp đó. Và họ sẽ có sự thay đổi trong suy nghĩ, một cái nơi sống tốt hơn.
thì em cũng là mang một cái điều tốt đến cho họ, đúng không Đạo? Thì em thấy cái không gian ở đây mình có thể gọi là vừa thư giãn mà vừa cải thiện được cái sức khỏe của mình nữa. Mà những cái trải nghiệm ở đây thì theo nãy giờ anh giới thiệu cho em ấy, thì em thấy nó khá là tốt. Thì bây giờ anh cũng chia sẻ xong thì em có thể chia sẻ đến những cái khách hàng mà họ đang xem cái video này và những bạn trẻ cùng độ tuổi của em về cái cảm nhận thực tế của em, để mà họ có thể đến để họ tìm hiểu không em? Theo mình nha, theo cảm nhận của mình từ nãy đến giờ thì mình cảm thấy ở nơi đây nó rất là tốt. Nó rất là gọi là giống như là mình đang ở cái khách sạn 5 sao ở nhà mình vậy mọi người. Kiểu như là hồ bơi có nè, công viên có nè, rồi xong rồi nhà mình thì lúc nào cũng sang trọng đẹp đẽ, mình mời khách tới nhà mình cũng thích nữa mọi người. Thì mình sẽ về mình gọi là mình thủ thị với ba má để mình có một cái không gian, có một trải nghiệm vậy. Mình theo mình thì nếu mà mấy bạn có gọi là có quan tâm hay là có mong muốn cái sở hữu một cái nơi mà gọi là an cư rồi nơi trải nghiệm có nghĩa là mình được an cư, mình được trải nghiệm, đúng không mọi người, trải nghiệm sống. Yeah. Đúng vậy. Thì đó là những cái chia sẻ, những cảm nghĩ của Đào. Còn anh chị khách hàng thì sao? Nếu anh chị khách hàng muốn tìm hiểu thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang cũng sẽ hỗ trợ anh chị khách hàng giống như hỗ trợ bạn Đào đây, đến mình xem thực tế những cái căn nhà thực tế tại dự án The Standard và những tiện ích thực tế tại dự án The Standard như thế nào. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người tại dự án The Standard. Xin chào.